Một người đàn ông 82 tuổi bị tấn công. Nga xin kính chào tất cả quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn kênh YouTube Nga Võ để theo dõi những tin tức thời sự cũng như thông tin về nhà cửa, việc làm, những lợi ích tại Mỹ. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2021. Nga kính xin gửi đến quý vị những cái bản tin như sau. Pfizer nói về việc chích ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Những công ty vaccine khác nói về lý do trì hoãn. 4 người Mỹ gốc Đại Hàn, trong đó 3 kỹ sư và 2 em ruột phải vào tù do giao dịch thông tin bí mật theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Bảo mật. Một người đàn ông 82 tuổi lái xe đã nhập viện, bị 35 xe máy tấn công. Và trong quá trình đó, cách người đàn ông xử lý các tình huống nguy hiểm này như thế nào? Bản tin đầu tiên là về công ty thuốc Pfizer nói về cái việc chích ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Những công ty vaccine khác cũng sẽ nói về cái lý do tại sao trì hoãn. Công ty vaccine Pfizer cho biết hy vọng sẽ có thêm cái dữ liệu vào cuối năm nay về cái việc là liệu vaccine COVID-19 có thể là được sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi hay không. Giám đốc điều hành là bên công ty Pfizer cho biết hôm thứ Sáu rằng là công ty sẽ là dự kiến sẽ có thêm về cái hiệu quả của cái vaccine đối với trẻ em dưới 5 tuổi vào cuối năm nay. Và người giám đốc điều hành này cũng có nói rằng chúng tôi có một cái nghiên cứu từ ở trẻ em là 6 tháng đến 2 tuổi và sau đó là một cái nhóm nghiên cứu khác ở trẻ em từ 2 tới 5 tuổi. Vì vậy, cuối năm hoặc là đầu năm thì khi đó công ty Pfizer sẽ là xem cái dữ liệu và sẽ biết thêm cái thông tin. Bất kỳ từ 5 tuổi trở lên đều có thể là chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Trẻ em dưới 5 tuổi là cái nhóm người duy nhất ở Hoa Kỳ chưa có thể chủng ngừa COVID-19. Tiến sĩ Anthony Fauci là chuyên gia COVID-19 hàng đầu của Mỹ là đã là dự đoán rằng là các bậc cha mẹ là sẽ là không có thể là đợi lâu hơn nữa để mà trẻ em dưới 5 tuổi nhận được cái việc chích ngừa này. Ông nói rằng hy vọng là trong một cái thời gian ngắn hợp lý, có thể là đầu năm sau, năm 2022, trong cái quý đầu tiên của năm 2022 là sẽ có được cái liều thuốc vaccine này cho trẻ em dưới 5 tuổi. Và ông cũng nói rằng là không có cái cách nào để mà biết chắc chắn nếu như mà không có thêm cái dữ liệu. Thông báo đưa ra vào hôm thứ Sáu, công ty thuốc Pfizer cũng đã là về cái dữ liệu cho trẻ em dưới 5 tuổi được đưa ra khi biến thể là mới đó là Omicron đã được làm phát hiện ở Hoa Kỳ. Cho đến nay, các nhà khoa học ở ít nhất là 10 tiểu bang cho biết là họ đã phát hiện ra cái biến thể mới này. Theo cái tính toán của một cơ quan cấp cao nhất tại Bộ Y tế Công cộng ở California, có thể là có khoảng là 2.000 trường hợp mắc bệnh tại Hoa Kỳ. Bên Nam Phi thì các nhà khoa học là một trong những là người đầu tiên đã gióng lên cái hồi chuông cảnh báo về cái biến thể mới Omicron này đã chứng kiến sự là gia tăng ở trẻ em dưới 4 tuổi nhập viện. Một quan chức y tế khuyên là không nên hoảng sợ, lưu ý rằng các bệnh truyền nhiễm cho đến nay vẫn còn là nhẹ. Và công ty Pfizer đã bắt đầu thử nghiệm vaccine cho trẻ em. Công ty Moderna và Johnson & Johnson cũng đang có những cái tiến hành về thử nghiệm về cái hiệu quả của vaccine cho trẻ em. Trong một cái cuộc phỏng vấn chung với giám đốc điều hành của công ty Pfizer, thì bên công ty giám đốc điều hành của Moderna cũng là nói về vaccine là không có nói rõ là khi nào là có cái dữ liệu của cái nhà sản xuất vaccine. Nhưng mà người giám đốc điều hành của công ty vaccine này cũng nói rằng với trẻ em, bạn muốn đi thật là chậm về cái độ tuổi vì hãy bắt đầu đối với cái liều lượng thấp và sau đó là tăng dần cái liều lượng mà tìm ra cái liều lượng phù hợp nhất cho nhóm trẻ em này. Vì vậy, việc mất thời gian hơn một chút vì sự an toàn của những đứa trẻ cũng như là những cái nghiên cứu đó là rất quan trọng trong cái việc này đối với mỗi chúng ta. Và kính thưa quý vị, như vậy là cái Omicron này á
theo những cái thông tin đưa ra thì nó không có phải là trầm trọng giống như là cái biến thể Delta. 4 người Mỹ gốc Đại Hàn, trong đó có 3 kỹ sư và 2 anh em ruột đã vào trại giam, lý do vì sao? Một cựu kỹ sư của công ty Netflix đã bị kết án 2 năm tù, bị phạt 15.000 đô la vì cái vai trò của anh ta là làm cái việc lãnh đạo một cái vòng giao dịch nội gián dựa trên cái thông tin cá nhân về cái sự tăng trưởng người đăng ký của gã khổng lồ trực tuyến là công ty Netflix này. Cựu kỹ sư người Mỹ gốc Hàn đã nhận tội gian lận chứng khoán trong hôm tháng 8. Trong khi tuyên án thì cái người kỹ sư này đã xin lỗi về cái hành động của mình trước tòa. Anh nói rằng những gì tôi làm thật sự là ngu ngốc, sai trái, bất hợp pháp. Tôi không có cái lý do gì cả. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng. Và anh đã bị kết án tù cùng với một đồng phạm của mình. Đó là người đã bị kết án 14 tháng tù và phạt là 10.000 đô la. Theo cái thỏa thuận là nhận được đề trình vào hôm tháng 8 á, thì kỹ sư phần mềm của công ty Netflix là đã làm việc cho công ty này từ hôm tháng 7 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 và đã sử dụng cái thông tin nội bộ về cái sự tăng trưởng của cái người đăng ký cho cái công ty Netflix này để mà mất nước cho đồng nghiệp của mình và anh trai là anh ruột của mình để mà khi mà họ mua bán cổ phiếu của công ty Netflix. Sau khi mà cái người kỹ sư này rời công ty Netflix thì anh tiếp tục nhận được cái thông tin nội bộ từ một kỹ sư phần mềm khác mà anh này cũng là một người gốc Đại Hàn, người Mỹ gốc Đại Hàn, làm nội gián và đã là thông tin đưa cho anh về những cái thông tin giao dịch cổ phiếu của tập đoàn này. Thêm một người kỹ sư làm nội gián nữa và một người anh trai này á, là sẽ là bị kết án vào năm tới. Ngoài cái việc tuyên án thì hai cái người kỹ sư này là mỗi người sẽ bị mất lần lượt là 496.000 đô la và người thứ nhì là 1.582.000 đô la dựa trên cái lợi nhuận mà họ đã kiếm được dựa trên cái thông tin nội bộ này. Sau khi mà mãn hạn tù thì hai người kỹ sư này là phải là hoàn thành là 50 giờ là lao động công cộng. Quý vị biết là cái công ty Netflix này là một cái công ty là sản xuất về cái dịch vụ trực tuyến á. Mà đây là một cái điều thật sự là gian lận. Người ở bên trong là đã là đưa ra những cái thông tin, đó là những cái thông tin bí mật của công ty, là công ty không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng mà đã có người tay trong tay ngoài để mà làm cái nội gián, để mà biết được cái chứng khoán nó lên xuống như thế nào để mà mua và bán. Cho nên đây là một cái điều là phạm tội. Cuối cùng thì bốn cái người này là phải trả giá, trong đó là có hai anh em ruột. Một người đàn ông 82 tuổi lái xe đi trên đường để mà lấy gà về làm lễ Thanksgiving đã bị một nhóm người đi xe máy 35 người tấn công và cuối cùng ông đã nhập viện. Câu chuyện này đã xảy ra trước lễ Thanksgiving và ngay cái ngày Thanksgiving thì bên cảnh sát đã là chia sẻ cái vấn đề này. Nga xin chia sẻ đến quý vị để quý vị có thêm cái phần tham khảo để mà xử lý trong cái tình huống này như thế nào. Chuyện đã xảy ra đó là con gái ông đã nói rằng cái sự việc xảy ra với cha cô giống như là một cơn ác mộng, bị một nhóm người đi xe máy tấn công. Người đàn ông 82 tuổi đã bị bao vây và tấn công bởi một nhóm người đi xe máy và may mắn là ông còn sống sót. Nạn nhân là một người đàn ông 82 tuổi ở bên thành phố Brooklyn, tiểu bang Massachusetts, đã bị thương nghiêm trọng và lúc đó thì nằm trong bệnh viện nhưng mà dự kiến là được sống sót. Con gái đã nói rằng, cho cô nói rằng là cái vụ tai nạn này giống như là một cơn ác mộng. Đó là những cái gì mà bạn có thể thấy là trong phim hành động, có ai đó đập cửa sổ xe và đánh bạn cùng một lúc. Con gái ông nói vì là không có tiết lộ danh tính tại vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình, nói với truyền thông rằng cho cô có cái vết bầm tím và cái vết cắt trên đầu và có lúc mà nhập viện thì vẫn là khó thở. Các thông tin được tiết lộ ra là ngày 25 tháng 11 năm 2021, ngày lễ Thanksgiving vừa qua. Sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 30 tối vào ngày
18 tháng 11 năm 2021, nạn nhân là đi chiếc cái xe là Century 1996 từ Parkride đến Boston ở bên Massachusetts. Khi đó thì 35 chiếc xe máy đã tiếp cận nạn nhân. Và theo các nhà chức trách thì những chiếc xe máy này đã ép cái người đàn ông này vào trong lề đường bên phải. Và nơi là một số trong cái những cái người đi xe máy này là bắt đầu là đập vào cái cửa kính của cái xe người đàn ông 82 tuổi này. Nạn nhân sau đó đã lái xe về cái hướng là gọi là Storrow Drive để mà cố gắng đến cái đồn cảnh sát để nhờ cái sự trợ giúp. Nhưng mà chẳng may giao thông nó rất là bận đó, để bị kẹt, cho nên là cuối cùng là không có đi được, ông phải là dừng lại. Và nạn nhân đã quay cái cửa sổ xe xuống và cố gắng cầu cứu những cái người lái xe kế bên cần sự giúp đỡ và nhờ người ta gọi là 911. Trong khi cái cửa kính của ông được quay xuống á, thì một trong những người lái xe máy là một nam giới đã tiếp cận và bắt đầu đấm vào mặt ông qua cửa sổ đang mở. Cùng một lúc đó thì các cái tay đua khác là tiếp cận và đạp vào cái ô tô của nạn nhân này. Trong khi đó thì những người khác là đã đá vào cái ô tô ông và ném một cái đoạn ống vào trong cái cửa sổ ô tô của ông. Một người khác thì ném một cái tảng đá lớn qua cái kính ô tô của ông. Cuối cùng thì người đàn ông 82 tuổi này rẽ vào cái phố gọi là Cambridge ở Orleston vào cái chợ gọi là Chorwick, nơi ông là ra khỏi xe và ông đã ngã khuỵu xuống đất. Sau đó thì xe cứu thương đã đến và đưa ông tới trung tâm y tế. Con gái của nạn nhân nói rằng ông đã bị đánh đập, sưng tấy. Cô nói rằng là cha tôi không làm gì sai, cha tôi chỉ đơn giản là chạy xe ở một nơi nào đó và sau đó là bị tấn công. Và thật đau lòng cho chúng tôi khi biết rằng là sẽ không an toàn cho người cha 82 tuổi của mình khi mà ra đường một mình. Con gái của người đàn ông cũng nói rằng cha cô là đã gần đây là thay cái van tim. Và cha cô đã đưa cái cánh tay của mình lên để mà bảo vệ cái trái tim của mình trong cái lúc mà bị tấn công. Cho nên á, là bên cái cánh tay của ông có một cái vết bầm tím. Đình cũng cho biết là không biết là lý do tại sao mà ông bị tấn công hoặc là ý định của những cái người lái xe là gì thì không biết luôn. Cho nên là hiện tại thì cảnh sát là đang điều tra. Và bên cảnh sát cũng có đưa ra cái thông tin rằng là nếu như mà ai biết thông tin thì gọi trong cái số là 617-727-8817. Kính thưa quý vị, khi mà Nga xem cái thông tin này đó quý vị, Nga thấy rất là tội nghiệp cho cái người đàn ông này. Nga thấy Nga có cái hình, Nga có xem cái hình quý vị, nhưng mà Nga sợ đưa lên thì thấy giống như là máu me á, là trên cái đầu bị nè, rồi trên cái mắt, rồi ở dưới cái miệng nữa bầm tím, mà nhìn 82 tuổi mà nhìn thấy rất là tội luôn, xem rất là tội luôn quý vị, thật là đau lòng luôn. Mà trong cái trường hợp này quý vị, khi mà ông lái xe đi á, khi mà ông cầu cứu, ông quay cái cửa kính xuống để mà ông cầu cứu, thì trong cái lúc đó là những cái người mà tấn công ông đã tiếp cận và lợi dụng cái lúc mà cửa xe xuống đã đánh ông. Và trong cái trường hợp đó thì Nga không có thấy một cái chi tiết nào đưa ra là ông dùng điện thoại là gọi 911, ông không biết là ông có điện thoại hay không, mà trong cái phần này không có nói tới cái chi tiết là gọi điện thoại. Và một cái điều nữa, sẵn đây Nga cũng xin kính chia sẻ đến quý vị một câu chuyện có thật, người thật việc thật, đó là Nga không hiểu sao là trong cái trường hợp này những người này tấn công ông nhằm cái mục đích gì thì Nga không biết. Thì theo như quý vị thấy trong cái video mà Nga chia sẻ, cái đoạn video một ngắn đó ha, là nhiều cái xe máy đã chạy, mà lúc đó là cũng có nhiều cái xe hơi cũng chạy trên đường nữa, và hình như là lúc đó trời đang mưa nữa. Và Nga xin chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện việc thật, đó là Nga có một người bạn là người Mỹ đó quý vị. Có một cha mẹ thì lớn tuổi rồi, từ bên Illinois, thì sau khi mà về hưu thì đi dọn qua bên Texas mà gần cái biên giới Mexico á, ở. Có tiền đó quý vị, tiền mặt á, không có để ngân hàng, mà lúc nào cũng để trong cái cốp xe. Và đi đâu, đi giống như về đó, khi về thì lấy tiền ra đem vô nhà. Nhưng mà khi mà đi đâu á, hai vợ chồng đi đâu, đi chung cái xe á, thì lấy tiền ra bỏ trong cái cốp xe. Đó, cho nên á, là Nga không biết có phải là, Nga không có dám đoán trong cái trường hợp này. Nhưng mà đó là một cái trường hợp đó quý vị.
đó là một cái trường hợp nhiều khi á, những người lớn tuổi đó, người ta đem cái tiền như vậy nó cũng không có an toàn á. Nhiều khi nếu như mà những cái người mà người ta không có tốt đó, người ta có ý định người ta lấy tiền, là đó là một cái trường hợp để mà gây ra cái sự là làm cái mồi đó cho người ta, người khác, để mà người ta tấn công, người ta lấy. Dạ, cho nên là đó là một câu chuyện có thật đó quý vị. Dạ, Nga là chia sẻ đến quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong cái video tiếp theo. Và sẵn đây Nga cũng xin tri ân tất cả quý vị rất rất là nhiều góp ý chân thành đến Nga, và cũng có quý vị cũng có nói rằng là nên là lên livestream. Và Nga cũng sẽ livestream quý vị. Dạ, Nga sẽ cũng rất là mong muốn để lên livestream để mà chia sẻ, gặp gỡ trực tiếp với quý vị. Và Nga xin chân thành là tri ân quý vị rất là nhiều. Nếu như mà quý vị thấy cái video thông tin Nga chia ra có là hữu ích đó, thì Nga cũng rất là mong quý vị nhấn nút theo dõi để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị.